hướng dẫn thanh toán học phí qua SSC, nhanh chóng tiện lợi. Nhập ứng dụng ngân hàng của bạn. Chọn thanh toán hóa đơn. Chọn học phí. Lựa chọn cấp đào tạo và nhập các thông tin để truy vấn học phí. Kiểm tra thông tin và xác thực giao dịch. Chúc bạn có trải nghiệm tốt với dịch vụ thanh toán học phí qua SCC của VietinBank.